Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng với ba anh em sẽ đi bắt những con hàu điếu biển nha các bạn. Đi lặn biển thì cần phải có gương nha các bạn. Đó, mình phải bỏ thêm một chút kem đánh răng để mà cho nó sáng cái gương nha các bạn. Và bây giờ thì anh em đã ra tới ngồi địa điểm để mà đập ruột hàu rồi nha các bạn. Đó, cùng cảnh đứng ngồi đây. Một con hàu điếu nha các bạn. Đó, cái chỗ này là rất là nhiều hàu điếu luôn các bạn. Đó, linh sinh luôn. Ruột hàu đây. Đây là loại rau trong Việt nha các bạn, dùng để nấu chè ăn rất là ngon luôn á. Hàu điếu rất là nhiều nha các bạn.
mình ra cũng cúm nha các bạn. Rau này trộn gói rong biển thì rất là tuyệt vời luôn. Thời gian lẹ thì được một canh thì mình sẽ đem vào trước để mình đập ra nha các bạn. Mình đập ra mình lấy ruột. Hàu điếu rất là nhiều các bạn.
không? Không ấy nữa mình đưa cái cành đó lên đây đi, nó tươi đi. Đâu múc miếng nước lên mạng giống. Và đây là thành quả của hơn mấy tiếng hồ của anh em đây. Ốc cừ, rau và hàu điếu nha các bạn. Và mình cũng xin kết thúc video từ đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký, bình luận, like và chia sẻ kênh nhé. Bây giờ thì chào.